Cảm ơn Mục sư Nguyễn Văn Bình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ chuyển sang phần giải đáp thắc mắc, là phần mà cá nhân Hiên rất là thích, bởi vì chúng ta có thời gian để đào sâu vào lời của Chúa hơn, cũng như là có những câu hỏi thiết thực để giúp chúng ta bước đi với Chúa ngày một gần ngày hơn. Hiên sẽ đọc hai câu hỏi đầu tiên đã gửi về chương trình trong tuần vừa qua. Sau đó thì quý ông bà anh chị em sẽ có thời gian để mở microphone hỏi trực tiếp Mục sư Giang Đông ạ. Mục sư Giang Đông sẵn sàng rồi đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ. Hiên xin đọc câu hỏi thứ nhất đã gửi về chương trình tuần vừa qua đây ạ. Xin Mục sư cho biết Mary nhắc đến trong sách Giăng đoạn 12 câu 3 và người đàn bà trong sách Luca đoạn 7 câu 44 và 46 có phải là cùng một người không? Xin mời Mục sư. Dạ vâng, cảm ơn cô Mai Hiên. Và cũng xin tiếp theo là cô Mai Hiên nói rằng tôi cũng rất là thích cái chương trình giải đáp thắc mắc Thánh Kinh, và đây là một cái chương trình rất là ích lợi cho con cái Chúa, không chỉ nghe lời Chúa mà còn nêu những thắc mắc để được tất cả các quý tôi tới Chúa giải đáp kịp thời. Thưa quý vị, trở lại với câu hỏi hôm nay thì cũng rất là hay và cũng đơn giản cho chúng ta. Câu hỏi rằng Mary được nhắc đến trong Giăng đoạn 12 và người đàn bà ở trong sách Luca đoạn 7 thì có giống nhau hay là hai nhân vật hay là một nhân vật? Thì ở trong bài chia sẻ sáng hôm nay, quý vị cũng đã biết câu chuyện này. Thứ nhất nói về người đàn bà xấu nết, mình cũng tạm gọi là người đàn bà tội lỗi đó. Thì đây là một người phụ nữ mà ở trong xã hội đã ruồng bỏ và đã dán nhãn cho bà ta về cái cuộc sống của bà. Tôi không có biết, tôi không có rành về cái đời sống của bà như thế nào, không biết là có giống như là người đàn bà Samari ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 4 hay không. Nhưng mà rõ ràng thì đây là một nhân vật xấu nết, xấu tính và bị xã hội ruồng bỏ. Nhân vật thứ hai mà chúng ta nói đến thì có tên đàng hoàng, còn người kia thì không có tên. Người thứ hai chúng ta được biết đó là Mary, và Mary hồi nãy trong bài giảng có nhắc đến là em của ông Lazarus và Ma-thê. Tôi nói vui vui, tôi đặt tên cho Mary đây là con nhà lành, con nhà lành, con gái nhà lành. Nói theo cái ngôn ngữ mà hiện đại bây giờ đó là như vậy. Bởi vì rõ ràng Mary trong suốt Kinh Thánh Tân Ước mà đề cập đến thì bà đang nghe lời Chúa. Rồi hành động của bà ở trong Giăng đoạn 12, hành động của cô đi, tại lúc đó cô còn đồng trinh. Thì quý vị, Mary là một người yêu mến Chúa, là một người nữ mà nhiều người trong chúng ta cũng học hỏi về cái tinh thần yêu mến Chúa của Mary khi ngồi dưới chân Chúa. Cho nên câu hỏi này được trả lời đó là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau về tính cách, khác nhau về gia đình, về xuất thân ở trong gia đình và xã hội. Đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất của quý vị. Cảm ơn quý vị đã hỏi câu hỏi này. Dạ, xin trao lại cho cô Mai Hiên tiếp tục ạ. Dạ, cảm ơn mục sư ạ. Hiên xin đọc câu hỏi thứ hai. Xin mục sư cho biết Chúa Giêsu có gì, có ý gì khi Ngài phán với người đàn bà, đức tin con đã cứu con. Dạ. Xin Vâng, mời mục cảm sư ơn chương ạ. trình đã nêu câu hỏi này thì cũng rất là thú vị, thưa quý vị. Quý vị biết rằng chúng ta được phước, chúng ta đến với Chúa cũng bởi đức tin, và chúng ta nhận được sự ban phước của Chúa cũng bởi đức tin, sự chữa lành cũng bởi đức tin, và tất cả mọi điều ở trong Kinh Thánh nói về những người đến gần Chúa ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6, những ai mà đến với Đức Chúa Trời thì phải có đức tin, tức là phải tin rằng có Đức Chúa Trời, thì Ngài là đấng thưởng cho những người nào có đức tin. Hebrew đoạn 11 câu 6. Cho nên ở đây khi Chúa Giêsu phán với người đàn bà rằng đức tin con đã cứu con, có nghĩa là bởi hành động đức tin của người đàn bà trong câu chuyện của Luca đoạn 7, người đàn bà xấu nết. Khi mà bà đến với cái niềm tin, với cái đức tin đơn sơ rằng bà đến với đấng Messiah hoặc là Chúa Cứu Thế Giêsu, thì ngay trước khi bà đến, bà đã được tha tội rồi, bởi vì bà tin Chúa, bà tin rằng
bà cảm nhận được một cái gì đó phát xuất từ cái nhân vật mà bà đối diện, cho nên bà mới có cái hành động quỳ xuống và lấy nước mắt rồi lấy tóc mình lau trên Chúa. Bà cảm nhận được sự tha thứ của Ngài, và Chúa đã khẳng định với lại cái hành động của bà rằng đó là hành động của đức tin. Rồi tôi cũng để ý ở trong Mát đoạn 5 câu 34, đó là nói về sự tha thứ, sự cứu chuộc của Chúa. Rồi bởi đức tin mà chúng ta được chữa lành nữa. Nếu mà ngày hôm nay quý vị có ai đang trong chúng ta đang bị đau yếu, thì chúng ta đọc cái câu chuyện mà được chép ở trong Mát đoạn 5 câu 34, nói về một người đàn bà bị mất huyết, bị rong huyết á, 12 năm, tốn tiền rất nhiều bởi vì đi nhiều thầy thuốc, thầy lang, nhưng mà không có được lành bệnh. Thì khi bạn nghe đến Chúa Giêsu là đấng chữa lành cho nhiều người dân chúng đó, thì bà lẻn vào trong đám đông, và bởi vì đám đông đông quá cho nên bà không có biết cách nào để tiếp cận, làm sao để kêu Chúa ơi con đây, Chúa chữa lành cho con muốn cầu nguyện, giơ tay lên giống như quý vị giơ tay tin Chúa vậy. Đông quá cho nên không ai để ý tới bà đâu, nhưng mà bà đã nghĩ ra một cái cách rất là khôn ngoan, đó là bà len vào giữa đám đông, thậm chí là bà có thể bò lết ở dưới đất để mà luồn lách chui qua chân của người này chân người kia để mà đến được chân của Chúa Giêsu. Rồi Kinh Thánh nói rằng bà rờ trong áo của Ngài và liền lúc đó thì bà được lành bệnh. Quý vị nghĩ rằng Chúa Giêsu biết rằng trong đám đông có người cần được chữa lành như bà không? Thưa biết, nhưng mà Chúa vẫn để điều đó để mà cho bà có cái hành động của đức tin. Cái đức tin phải có hành động, thì bà đã có hành động bằng cách bà tìm mọi cách. Cái chữ tìm mọi cách nha, quý vị nhớ, tìm mọi cách để đến gần Chúa, tiếp cận Chúa và rờ trong áo của Ngài. Và trong câu 34 của Mát đoạn 5, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con. Hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đó, quý vị thấy ở đây một lần nữa, không chỉ là Chúa cứu người đàn bà bị mất huyết 12 năm mà Chúa còn gọi bà bằng một cái tên rất là âu yếm, một cái danh xưng rất danh từ rất là âu yếm, đó là hỡi con gái ta. Chúa yêu chúng ta, Chúa yêu những người đến gần Ngài và tin cậy Ngài, tin nơi Ngài và đến với Chúa bởi đức tin của mình. Và không chỉ Chúa cứu đâu, ở trong cái phúc âm Mát đoạn 5 câu 34 thì nói rõ luôn là không chỉ là người đàn bà mất huyết này được cứu, được tha tội, mà bà còn được bình an và được chữa lành nữa. Cho nên Chúa Giêsu khi có nói cái câu liên quan đến đức tin đó, thì Ngài ngụ ý nó rằng bởi đức tin đó đó mà chúng ta được cứu rỗi, chúng ta nhận được nơi Đức Chúa Trời bởi đức tin. Những gì mà chúng ta cầu nguyện bởi đức tin, đến với Chúa bởi đức tin, thì bởi sự thành tín của Chúa mà chúng ta được được can thiệp, được cứu chuộc, được tha tội và được chữa lành. Đó là phúc âm, đó là tin mừng mà chúng ta đang rao ra khắp thế giới. Cảm ơn quý vị đã hỏi câu hỏi này. Amen. Dạ, cảm ơn Mục sư Giang Đông đã trả lời rất là kỹ câu hỏi cho chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, giờ này chúng ta có thể mở microphone để hỏi trực tiếp Mục sư Giang Đông. Nếu như quý vị có câu hỏi gì về lời của Chúa hay là về cách thực hành lời Chúa, xin quý vị cứ mạnh dạn mở microphone để hỏi ạ. Hiền dùng phone cho nên Hiền cũng không nhìn được kỹ lắm, nhưng mà cứ mà xin mời quý ông bà anh chị em cứ mở microphone là để tiết kiệm thời gian, thì Hiền sẽ đọc tiếp câu hỏi thứ ba cho mục sư Giang Đông để mục sư trả lời, rồi sau câu hỏi thứ ba thì quý ông bà anh chị em vẫn có một cơ hội nữa để hỏi mục sư trực tiếp. Hiền xin đọc câu hỏi thứ ba đã gửi về chương trình đây ạ. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những rào cản bên trong lẫn bên ngoài để đến gần và hết lòng thờ phượng Ngài? Xin mời mục sư. Dạ, cảm ơn câu hỏi đã được nêu ra với chúng ta. Và câu hỏi số 3 này thì thưa tất cả quý bạn chị em của chúng ta, rào cản bên trong và rào cản bên ngoài là gì, và nó có thể cản trở chúng ta khi chúng ta đến với Chúa như thế nào, làm sao nó cản trở chúng ta, thì chúng ta có thể nhận diện những cái rào cản bên trong chúng ta là gì cái đã.
Cái rào cản bên trong thường thấy đó là lý trí của chúng ta. Lý trí của chúng ta là một trong những cái rào cản cản chúng ta đến với Chúa một cách tự nhiên. Bởi vì theo chúng ta là như vậy, theo ông bà mình dạy là như vậy, theo truyền thống văn hóa là như vậy. Hoặc là chúng ta có thể lý luận làm sao chuyện này xảy ra được, làm sao mà kẻ què đứng dậy đi được, làm sao mà Chúa có thể trả lời cho tôi được, vân vân. Đó là lý trí của chúng ta, đó là một trong những rào cản đó quý vị. Rồi thành kiến, cái thành kiến và cái đố kỵ của chúng ta, như là câu chuyện chúng ta học sáng hôm nay, qua cái những cái đố kỵ hay là những cái thành kiến hay là những cái định kiến, cái người Pharisee là có những cái định kiến về tất cả mọi người là tội nhân hết, chỉ có họ mới được 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 đến gần Đức Chúa Trời thôi, và cái định kiến của họ đã cản trở họ được phước. Quý vị thấy người Pharisee không có được phước, họ theo Chúa học luật vậy thôi chứ họ không không, không quen mà. Và người ta nói rằng khi Chúa Giêsu giảng thì không có giống như người Pharisee, bởi vì Chúa giảng có quyền năng, và quyền năng đó là quyền năng của sự yêu thương đó. Chúa cảm hóa nhiều người, Chúa chinh phục nhiều người, Chúa chữa lành nhiều người bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng mà người Pharisee bởi cái định kiến của họ cho rằng mọi người đều là họ dán nhãn, họ label mọi người, dán nhãn mọi người đều xấu xa hết, chỉ có họ tốt thôi, và cuối cùng họ khô queo hả. Và chính những người lính của họ, những người thuộc quyền của họ cũng khẳng định như vậy về về những người Pharisee. Cho nên định kiến nè, thành kiến nè, và đố kỵ cũng là những cái rào cản. Rồi bên ngoài đó, hồi nãy là bên trong chúng ta, bên ngoài là gì quý vị? Bên ngoài là hoàn cảnh, con người, môi trường, cộng đồng xã hội, văn hóa, còn nhiều cái khác nữa. Đó là những cái gì bên ngoài mà chúng ta giao tiếp hàng ngày, thì những điều đó cũng có thể ngăn cản chúng ta đến với Chúa, đến với sự thờ phượng Chúa chân thật. Tôi ví dụ như hôm nay, nếu mà có ai đó trong chúng ta sắp sửa tin Chúa rồi thì quý vị sẽ không quyết định tin Chúa đâu. Để tôi suy nghĩ đã. Tôi không biết tôi có nói đúng hay không, nhưng mà có ai đó trong chúng ta nói rằng cái đạo tin lành hay là tin mừng như thế này thì tôi thấy không có giống như ông bà của tôi, và nếu tôi tin Chúa tôi phải cầu nguyện trước khi ăn, tôi phải bỏ thuốc lá, tôi phải bỏ rượu, nói chung là những cái sở thích của tôi đó, thì tôi ngại lắm. Đó cũng chính là những cái rào cản để cho chúng ta đến với Chúa, phải không ạ? Như vậy thì cái đó là văn hóa, cái đó là cái sự giao tiếp trong xã hội để khiến cho chúng ta khó thấy đến được với Chúa, bởi vì mình phải bỏ đi những cái thói quen tập tục đó mà địa phương họ có, ở trong địa phương, trong cơ quan chúng ta có, mà chúng ta không làm theo thì cũng không được. Đó là những cái bên ngoài, là những cái rào cản mà chúng ta tạm gọi đó là bên ngoài. Thì bây giờ câu hỏi xoáy trọng tâm của chúng ta là chúng ta phải làm gì để vượt qua hai loại rào cản đó đây? Có, đó là nhờ ân điển và sức của Chúa ban. Tôi tin rằng tôi đưa ra hai câu kinh thánh này để quý vị thấy được cái câu trả lời liền. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10, vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Quý vị, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa để cho chúng ta vượt qua. Chúng ta có thể nỗ lực nhưng mà sức con người có hạn, nhưng mà bởi sức toàn năng của Chúa đó thì chúng ta có thể vượt qua rào cản bên trong lẫn bên ngoài. Sức lực của Chúa làm cho chúng ta tự tin hơn, quyết tâm hơn, vững vàng hơn. Tôi lấy ví dụ khi tôi còn làm việc ở trong cái cộng đồng nghệ sĩ cách đây hơn 30 năm đó, thì rượu chè bia bọt nhiều lắm, thuốc lá nhiều lắm. Tôi có thể lấy một gói thuốc về, một cây thuốc về tôi bán, và cái đó là cái tiền mà tôi cho rằng là cái tiền boa hay là cái tiền tip cho tôi. Một ca sĩ, một nhạc sĩ thì được quyền để hưởng những cái đó khi mà họ chia ra, nhưng mà tôi không lấy, tôi không lấy mấy cái đó. Người ta hỏi sao vậy, em lấy về em về em cho ba má em, cho anh em của em, nhưng mà không, ba má tôi cũng không có dùng cái đó, anh em tôi cũng không dùng, vậy thì em làm gì em không lấy những cái này? Thì tôi nói rằng tôi tin Chúa Giêsu và tôi không cần những món này. Ban đầu họ chê tôi, họ cười tôi, họ nhạo báng tôi, họ nói như vậy thì làm cái khác hả, chứ không có làm mấy vụ này hả. Họ nhạo báng mình,
Nhưng mà về sau đó họ hiểu ra được đó, họ sợ mình, họ họ nể mình. Thương bạn chị em, đấy là bài học thực tế tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Không phải bởi sức của mình đâu, bởi vì nếu mà sức của mình á, mình né họ một lần hai lần á thì mình sẽ không né được nữa, bởi vì họ ép chúng ta. Nhưng mà bởi sức toàn năng ở trong chúng ta đó, Chúa trong chúng ta đó, cái lời nói chúng ta nó thuyết phục cái người nghe. Quý vị có bao giờ nghe tới chắc quý vị còn nhớ ông Năm Cam phải không? Ông Năm Cam với lại ông Mười Đen á. Tôi đã từng hoạt động trong cái ngành âm nhạc và tôi nhớ cái kỷ niệm mà tôi làm cho khách sạn Cam ở quận 4, Sài Gòn vào năm 1995 và 29 năm trước. Tôi làm ở khách sạn Cam và lúc đó ông Năm Cam vẫn còn là trùm trùm xã hội đen á quý vị. Nói đây thì anh em ở trong trung tâm chắc là biết, hoặc là lúc đó anh em chưa chưa có vào trong xã hội thì anh em có thể không biết, nhưng mà anh em cũng đã biết ông đó. Thì ông rất là thích nghệ sĩ, và thường thường á tất cả các nghệ sĩ á mà ông thích á là ông mời ở lại sau cái đêm ca nhạc hay là cái đêm chơi nhạc. Ở khách sạn của ông có cái phòng khiêu vũ lớn lắm, và tôi chơi trong đó được 3 tháng. Thì khi mà tôi nhận lời để chơi trong đó đó, thì tôi không có biết đó là cái khách sạn sự thuộc quyền sở hữu của ông Nam Cam và ông Mười Đen. Thì ở trong cái đêm nhạc, trong cái hoạt động về nghệ thuật đó đó, thì họ thường tổ chức nhậu nhẹt. Và tôi cũng cái bài học đó là nhờ sức toàn năng của Chúa để thoát ra khỏi những cái việc đó, cái vụ ăn chơi như vậy. Thì tôi cũng được mời vào ngồi chung bàn để ăn nhậu với họ, và tôi nói thật với lại trưởng ban của tôi là: thưa anh, em tin Chúa, em là cơ đốc nhân, cho nên em không có dùng những cái món này, em không có thể tham dự được nha. Thôi em vô em ngồi em ăn, em phá mồi cũng được mà, em nhấp miếng rượu cũng được, đâu sao đâu. Nên, dạ không, bởi vì em không đụng tới những điều này, em có cái sự hứa nguyện với Chúa. Ồ vậy hả? Thôi để anh nói cho anh Năm biết. Tôi còn sợ nữa, tại vì nói như vậy nhiều khi nói không đúng ý mình, không đúng đúng cái trình bày lại đúng cái tấm lòng ước nguyện của mình á, thì mình sẽ bị hiểu lầm và mình sẽ bị đánh hay là mình bị cái gì đó mình đâu biết. Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa ban ơn cho con để con lúc đó tôi ở trong cái bàn với anh Lý Được. Ở đây có ai chơi nhạc, chơi guitar bass á? Lý Được. Thì nói với anh Lý Được là có một anh nữa, anh qua đời rồi, anh Mạnh Trinh là đánh guitar, anh qua đời rồi, nhậu nhẹt quá. Cho nên tôi nói với họ thì sau này họ hiểu đó, họ nói: ồ em đi về đi, không sao đâu. Và khi tôi đi về đó, tôi cũng lo lo là tại vì làm phật lòng anh Năm, làm phật lòng anh Mười. Khoảng thời gian đó quý vị sống trong khoảng thời gian đó mà ở quận 4 Sài Gòn là quý vị biết, thì tôi ngại lắm, tại tôi sợ bị đánh, tại vì có một anh nhạc sĩ mà cãi lời là bị đánh nát tai luôn. Cho nên tôi kể cái câu chuyện này để quý vị thấy là nhờ sức toàn năng của Chúa đó mà chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Còn nếu mà sức của chúng ta đó chỉ một hai trận chúng ta thua liền, một hai trận là chúng ta đầu hàng liền. Cho nên tôi đã nhờ sức toàn năng của Chúa để tôi từ chối những cái cuộc hẹn hò như vậy, những cái buổi tiệc như vậy, những cái vụ ăn chơi như vậy. Hả quý vị? Mà khi mà mình thoát được cái đó đó, mình có sức mạnh nơi Chúa đó, mình đến với Chúa một cách bình an, mình thấy mình được tăng trưởng trong Chúa lắm. Một câu kinh thánh nữa để khẳng định cho điều tôi nói, được chép ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 23 câu 11, quý vị lắng nghe nha. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, tức là ông Phaolô ở trong cái bản văn này: hãy dục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Bây giờ là một người hầu bị Chúa nè. Và ông Phaolô đối diện với lại sự bắt bớ khốc liệt lắm. Nếu mà ông đi tới Roma đó là ông sẽ bị trói, sẽ bị giết, sẽ bị bắt bớ, có thể mất mạng như chơi. Nhưng mà ông Phaolô có cái quyền để từ chối cái sứ mạng đó. Ông nói vậy là Chúa con không đi, thì Chúa cũng đành thôi, ông không đi mà. Nhưng mà Phaolô đã được nghe giáo huấn của Chúa, cái lời của Chúa đó là hãy dục lòng mạnh mẽ. Và khi tôi đọc tới chỗ này đó, tôi suy nghĩ hãy dục lòng mạnh mẽ là gì? Tại vì ông Phaolô ông đang nhát mà, ông đang sợ, ông đang với cái cảm giác là nếu mà đi tới trước mà bị xử thì sao mà dám đi. Nhưng mà Chúa nói là hãy dục lòng mạnh mẽ có nghĩa là gì? Có nghĩa là chọn lựa dấn thân bởi sức
Chúa ban cho ông. Dục lòng mạnh mẽ là như vậy, có nghĩa là chúng ta làm việc đó đi, nhưng mà bởi sức Chúa ban cho, chứ không phải là tự ngươi mạnh mẽ, ngươi đứng dậy đi, can đảm lên con, can đảm lên con. Không, Chúa không có cái điều đó, Chúa không có kêu chúng ta can đảm, mà Chúa không có đồng hành với chúng ta. Nhưng mà khi Chúa nói rằng hãy can đảm, hãy dục lòng mạnh mẽ, đó là một cái sự chọn lựa mà chúng ta nhờ sức của Chúa để chúng ta mạnh mẽ. Nếu mà sức của chúng ta đó, chúng ta đi được 100 mét là chúng ta sẽ dừng lại liền, lý trí chúng ta sẽ không cho chúng ta đi nữa, nhưng mà bởi sức Chúa này đi tới luôn. Và chúng ta dùng cái chữ tới luôn trong lúc này đó, tới luôn bác tài đó, là cái chỗ này nè, thì chúng ta sẽ tới luôn, chúng ta không có bởi sức của mình nữa mà bởi sức Chúa. Thì ngụ ý của cái việc hãy dục lòng mạnh mẽ đó là nhờ sức của Chúa để tiếp tục dấn thân quý vị. Cho nên để đến gần và hết lòng thờ phượng Ngài đó thì phải bằng sức của Chúa, đừng có cố gắng, đừng có bởi sức của mình, nhưng mà chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa là: Chúa ơi, con bó tay, Chúa ơi, sức của con tới đó là hết rồi, xin Chúa ban thêm sức cho con. Thì lúc bấy giờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta và chúng ta sẽ đi. Kinh Thánh, câu Kinh Thánh nói rằng hãy những kẻ trông đợi nơi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, là như vậy đó. Trông đợi nơi Chúa thì Ngài ban cho chúng ta sức, không phải là sức của chúng ta mà là sức của Chúa, để chúng ta cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cái này không phải là chuyện thần thoại nha quý vị. Có người nào mà chạy mà không mệt nhọc, mà đi mà không mòn mỏi không? Bởi sức Chúa, cho nên chúng ta có thể đến gần Chúa được. Thờ phượng Chúa phải bởi sức Chúa, không phải bởi sức của chúng ta. Và đó là câu trả lời mà tôi cố gắng chuyển đến cho quý vị. Vâng, cảm ơn cô Mai Hiền. Cảm ơn Mục sư Giang Đông nhiều lắm đã trả lời những thắc mắc được gửi đến chương trình, cũng như Mục sư, đặc biệt Mục sư chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân thật là hữu ích để cho các con cái Chúa cũng biết được và được khích lệ trong cuộc đời đi quá. Quý vị có 3 giây để mở microphone nếu như có câu hỏi nào nữa cho Mục sư Giang Đông. Có. Một cánh tay. Mai Hiền ở trung tâm ân điển 14 Hà Tĩnh có giơ tay. Dạ, xin mời anh chị em ở ân điển 14 ạ. Xin chào mục sư ạ. Chào tất cả anh em trong Chúa Giêsu. Thì em cũng muốn hỏi câu hỏi chứ. Mục sư cho em biết là những cái con trẻ mà bị xảo thai ấy, thì liệu có được cứu không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi này. Thì để trả lời cho câu hỏi của anh thì trước nhất anh và tất cả chúng ta nắm một cái nguyên tắc này của Đức Chúa Trời, đó là sự cứu rỗi thuộc về Chúa. Sự cứu rỗi thuộc về Chúa. Và tôi thì không thể tự nhiên tôi nói được hay không được ở đây, nhưng mà đó là cái chương trình của Chúa và nó thuộc về Đức Chúa Trời quyết định. Cho nên không có một cái câu hỏi nào là chắc chắn cho cái việc được hay là không được, nhưng mà nó thuộc về Đức Chúa Trời cho cái câu hỏi này. Tuy nhiên, tôi có cái câu hỏi để cho chúng ta yên tâm dựa trên những gì mà Kinh Thánh đã chép. Để quý vị, dĩ nhiên Kinh Thánh chép thì chúng ta đám bám vào đó, nhưng mà cái sự quyết định nó vẫn thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà đối với tôi đó, thì tôi đứng về cái phía ủng hộ cho việc câu hỏi của anh hỏi là một cái đứa bé mà xảo thai có được cứu hay không. Và tôi thì lúc nào với cái lòng nhân từ, cái lòng yêu thương nhân ái của tất cả chúng ta đều mong muốn, phải không ạ? À? Và chúng ta nhớ cái nguyên tắc đầu tiên, nó thuộc về sự quyết định của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta xem Kinh Thánh để chúng ta biết được cái câu trả lời này, nó thường á gây nên cái sự tranh cãi, quá nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng tôi muốn cho quý vị biết cái quan điểm của tôi qua những câu Kinh Thánh như thế này. Trở lại với Kinh Thánh Cựu Ước, quý vị có nhớ cái câu chuyện mà ông David, khi mà ông phạm tội ngoại tình với lại Bathsheba và đẻ ra đứa con ở trong cái tội lỗi ngoại tình của ổng đó ha? Quý vị nhớ tới đây quý vị nhớ rồi phải không ạ? À? Thì
Nathan đã đến trách David vì cái tội ngoại tình kín dấu đó và giết người, tức là giết chồng của Bathsheba. Bà Bathsheba là Uri. Thì David rất là muốn giữ cái đứa con đó. David là người muốn giữ cái đứa con đó và xin Chúa chữa lành cho nó. Nhưng mà bởi ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa đã cất đứa trẻ đi. Chúa cất đứa trẻ đi. Thì khi mà ông David, ông không có biết đứa trẻ bị cất đi, ông vẫn khóc lóc xin Đức Chúa Trời chữa lành cho đứa trẻ này, bởi vì tâm hồn nó vô tội. Chính miệng ông nói là nó vô tội, nó không biết tội là của con nè. Xin Chúa xử xử con, đứa nhỏ này nó vô tội, nó không biết gì hết. Đó là cái lời cầu nguyện của David. Nhưng mà Đức Chúa Trời cất đứa nhỏ đi. Và ông không hề biết chuyện gì. Nhưng sau khi Chúa cất nó đi thì những người đầy tớ của ông đến gặp ông và nói rằng, vua ơi, đứa trẻ chết rồi. Thì bây giờ David không còn khóc nữa, David không còn đau buồn nữa. Và ông đứng dậy, ông xức dầu thơm, ông mặc áo lại, ông ăn uống bình thường. Thì những cái người hầu của ông mới nói, sao ngộ vậy vua? Cái lúc mà đứa nhỏ nó bị bệnh, nó bị Đức Chúa Trời đánh cho chết á, người ta theo cái cách người ta nói như vậy đó, thì vua khóc lóc, vua ủ rũ. Mà bây giờ sao vua lại sức dầu thơm, mặc áo cho đẹp rồi, giống như không có chuyện gì vậy là sao? Quý vị, để ý cái câu mà David trả lời. Tôi không có nhớ ở trong cái phần nào của các vua, sách các vua thứ nhất. Thì David đã nói rằng, ta không thể làm cho nó sống lại. Nhưng mà ông nói rằng, cái ngày mà ta gặp lại nó đó, có nghĩa là ông sẽ gặp lại đứa trẻ này, ông sẽ gặp lại cái đứa con của mình. Có nghĩa là David có một cái hy vọng, đó là ông sẽ gặp nó lại khi mà ông về với Chúa. Cho nên một số nhà giải kinh, một số nhà nghiên cứu, người ta căn cứ vào chỗ này, người ta nói rằng có hy vọng cho tất cả những đứa trẻ mà được sanh ra hoặc chưa sanh ra, để mà có một cái hy vọng là tụi nó sẽ vào nước của Chúa. Bởi vì David nói cái điều đó. Tôi sẽ cung cấp lại cái câu kinh thánh đó cho quý vị một cách rõ ràng hơn. Nhưng mà trong cái câu nói của David rất lạc quan rằng biết đâu ta gặp nó. Phải không ạ? Thì David đã nói cái câu đó để cho biết cái hy vọng của ông. Và từ chỗ đó đó thì nó xảy ra một cái sự tranh cãi giữa một số người, nói rằng David cũng là người nói rằng tôi được hoài thai trong tội lỗi mà. Làm sao mà tôi được cứu đây, phải không ạ? Cho nên nhưng mà chúng ta bỏ qua cái điều đó để chúng ta thấy cái sự quyết định đó vẫn thuộc về Đức Chúa Trời, mà chúng ta chỉ giải thích như vậy thôi. Nhưng mà đối với tôi thì tôi vẫn đứng về cái phía là những đứa trẻ nó có một cái quyền đặc biệt nào đó mà Đức Chúa Trời yêu thương nó. Tại sao tôi nói điều đó? Bởi vì chúng ta thấy cái cách mà Chúa Giêsu yêu thương con trẻ, như hồi nãy tôi có trích dẫn cho quý vị đó, khi Chúa Giêsu nói rằng hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ đó. Tức là đối với Chúa Giêsu, Ngài yêu con trẻ, đối với thiên đàng yêu con trẻ. Có một chỗ nói rằng thiên sứ của Chúa thấy tụi nó mỗi ngày luôn nữa. Cho nên chúng ta không thể có câu trả lời ngay lập tức là được hay không được. Nhưng mà chúng ta căn cứ trên những cái dữ liệu của Kinh Thánh để chúng ta có một cái hy vọng rằng Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót, Ngài vẫn cứu những cái đứa trẻ này. Chúng ta có quyền hy vọng. Nhưng mà cái sự quyết định đó đến từ Đức Chúa Trời, cho phép hay không cho phép, được hay không được. Tôi không biết tôi trả lời như vậy thì có thỏa đáng cho anh ở trung tâm ân điển hay không. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng, tôi có quyền hy vọng. Tôi đứng ở cái phía hy vọng hơn là cái phía đó hoài thai trong tội lỗi là người ta chết, người đó không được cứu, bao nhiêu con nít, vân 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 vân. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương con trẻ, theo sự hiểu biết của tôi, Ngài yêu thương tất cả những linh hồn trẻ thơ, quý vị. Bởi vì nó có, mặc dù nó mang cái nguyên tội của nó chưa có cái kỷ tội, cái tội riêng của nó không có, cái nguyên tội từ thời Adam, nhưng mà Đức Chúa Trời có một cái chương trình trong sự cứu rỗi của Ngài từ thời Adam cho đến trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, rồi Ngài chết, Ngài xuống âm phủ, Ngài giảng tin lành cho những linh hồn ở dưới âm phủ, rồi Ngài đem họ lên thiên đàng,
họ đã chết rồi và được nghe tin lành của Chúa Giêsu ở dưới âm phủ, rồi Ngài đem họ lên trên các nơi cao. Chúng ta có quyền hy vọng rằng với cái lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương tất cả những trẻ thơ, sơ sinh và vô tội. Chúng ta nói cái chữ vô tội là nó không có cái kỷ tội của nó. Nó đáng thương lắm. Cho nên tôi đứng về cái phần của cái quan điểm là ủng hộ cho trẻ em. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng cái quyền quyết định là do Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời, và nó vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng mà tôi hy vọng rằng những gì tôi giải thích cho Trung tâm Ân Điển 14 Hà Tĩnh, để quý vị đem tình yêu ra giúp cho những người phụ nữ, những người cơ nhỡ, những người có hoàn cảnh éo le, họ có hy vọng nơi Chúa. Và tình yêu của Đức Chúa Trời rất là lớn cho tất cả những chị em, những người mẹ. Amen. Cảm ơn nha. Anh đã hỏi câu hỏi rất hay. Cảm ơn anh. Em cảm ơn mục sư. Dạ, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh ở Trung tâm Ân Điển 14 hỏi một câu hỏi cũng khá là thực tế. Và cảm ơn mục sư Giang Đông đã chia sẻ, đã trả lời. Và mục sư đã nhắc chúng ta về tình yêu thương, sự thương xót của người ngọc Chúa, cũng như sự hy vọng của chúng ta có ở trong Ngài. Thật là tuyệt vời. Cảm tạ ơn Chúa. Dạ. Nếu như không còn câu hỏi nào nữa thì xin mời quý ông bà anh chị em, trong tuần chúng ta có câu hỏi bất cứ về chủ đề gì thì xin gửi đến địa chỉ email hỏi đáp niềm tin a@gmail.com, hỏi đáp niềm tin a@gmail.com, để các mục sư sẽ xem câu hỏi trước và trả lời cho quý vị một cách cặn kẽ. Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn mục sư. Chương trình xin gửi đến quý ông bà anh chị em một số thông báo cho tuần tới như sau. Chương trình Thiếu Nhi Học Kinh Thánh Giêsu Yêu Em diễn ra vào mỗi buổi chiều thứ bảy lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam. Quý vị có thể chụp lại màn hình để dùng nó như một thư mời để mời các em tham gia chương trình. Như hồi nãy đã thông báo rằng hôm nay đã có hai em tin nhận Chúa ở chương trình này. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Yêu tuần sau, sứ điệp là hai cách nhìn, mục sư Trần Mạnh Hùng sẽ chia sẻ với chúng ta. Quý vị cũng có thể chụp lại màn hình để có chủ đề, có tựa đề của sứ điệp và có câu kinh thánh gốc để chúng ta cũng có thể gửi câu hỏi đến chương trình ạ. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Chương trình học kinh thánh chủ đề Tân Ước Khảo Lược vẫn đang được diễn ra. Ở trên thông báo này thì quý vị nhìn thấy ngày đã cũ là ngày 2 tháng 8, tức là hôm qua cũng đã bắt đầu rồi. Có lẽ là ekip làm việc các anh chị em bận quá chưa thay ngày được. Xin Chúa ban phước dư dật cho các anh em ở trong ekip chương trình. Nhưng mà chúng ta, những ai học kinh thánh thì chắc chắn chúng ta cũng đã biết ngày giờ rồi ạ. Dạ, cảm ơn quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em nào được Chúa kêu gọi dâng hiến để góp phần truyền giảng cũng như truyền giáo sự cứu rỗi của Chúa với trung tâm thì xin mời chụp lại màn hình để quý ông bà anh chị em có thông tin và gửi dâng hiến về chương trình để chúng ta cùng nhau hầu việc Chúa cũng như đem linh hồn về nhà Chúa được nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Giờ này xin mời chúng ta nhận sự chúc phước từ Chúa. Mời mục sư Giang Đông sẽ cầu nguyện chúc phước cho quý ông bà anh chị em. Dạ vâng, xin mời quý vị còn hiện hữu ở đây thì xin quý vị đưa tay để quý vị nhận lãnh phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi chúng ta. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở với dân sự của Chúa trong ngày cuối tuần này, một đêm ngủ bình an của dân sự Chúa và một ngày thờ phượng Chúa đầy phước hạnh trong ân điển của Chúa Giêsu, trong yêu thương của Đức Chúa Cha, trong sự đồng công và quyền năng cùng các ân tứ của Chúa Thánh Linh tràn ngập trên hội thánh của Chúa từ nay cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Amen. Cảm ơn hội thánh. Amen. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn mục sư nhiều. Giờ này xin quý ông bà anh chị em chúng ta cùng ở lại để chúng ta thông công với nhau. Đặc biệt quý ông bà anh chị em nào tham gia chương trình lần đầu tiên